xin giới thiệu, đây là cặp lo của chàng Say Trung nha. Cặp lo này 1, 2, 3, 4 đường tiếng, bass là 15 cm, chiều cao của lo là 30 cm, chiều ngang cả hai lo là 44 cm. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo nha. Model của cặp lo này là Aiqua SN520. Công suất nó gồm có phần trên và phần dưới cộng lại tổng cộng là 70W một thùng, 70W một thùng, 140W trên cặp lo nha. Thì ở đây nó có hai phần nên em đã đấu dây từ trên xuống dưới để cho mình về mình ghe, mình gắn vào cam ly thông thường như vậy. Đỏ đen thì mình nối dây lại. Tổng thể mặt sau của cặp lo, bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các nào mua cặp lo Aiqua SN520 này thì vui lòng cọc giúp em 500.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ nha. Bên em bán hàng không bao ship nên các anh nhận hàng vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Đây, em quay gần thông tin của cặp lo này lại một lần nữa cho các anh xem nha. Bây giờ mình quay ra mặt trước, nãy giờ thì em test nhạc không lời cho các anh tham khảo. Bây giờ em sẽ test nhạc vàng qua tiếng hát của Thiên Quang và Bình Trang cho mình nghe thêm một đoạn nữa rồi em xin kết thúc lớp test. Số kỳ điện thoại bên cửa hàng em là 0931 008 099, các anh gọi đến số này để em tư vấn, hoặc có thể nhắn tin Zalo cho em để em gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau qua Zalo cho các anh tham khảo trước khi mình quyết định hình chốt cặp loa này. Đây em quay gần cận cảnh lần nữa cái loa 1, 2, 3, 1 bass 2 treble 1 mid. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test nha. Nhau trong bầu hoa băng xe tím chơi vơi, tìm nhau trong mơ dắt nhau sang bờ yên vui, thương nhớ xa vời gửi về chốn phương trời, theo cánh hoa lòng đến bên